Xin kính chào tất cả mọi người. Hiện tại thì em đang quay trực tiếp từ kho hàng của công ty bên em. Xin giới thiệu với mọi người, đây là sản phẩm chuyên về diệt mối và phòng chống mối cho công trình xây dựng, có tên là Wayari 10SC. Sản phẩm này là sản phẩm tiêu biểu của hãng Sumito Nhật Bản nha mọi người. Em sẽ khui cho mọi người cùng xem trực tiếp mẫu mã sản phẩm bên trong để mọi người xem qua rồi mình mua hàng về mình sử dụng cho nó đúng cách và đúng với mục đích nha mọi người. Trong một thùng nguyên như vậy là có 12 chai và mỗi chai là 1 lít. Sản phẩm này được rất là nhiều nhà thầu chuyên dùng để phòng chống mối nền móng tinh chọn vì là có tỷ lệ pha với nước cực kỳ thấp. Tại vì là chỉ 1 lít thuốc mà mọi người pha được 200 lít nước và sử dụng được 40 mét vuông thì nó quá ư là lợi. Tại vì là vừa lợi vừa tiết kiệm chi phí mà vừa mang lại hiệu quả thì chỉ có hãng Sumito Nhật Bản mới mang lại điều đó nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ cho mọi người cùng xem chai thuốc như thế nào nha. Bên em là bên công ty Thành Công nha mọi người, chuyên phòng chống mối cho công trình xây dựng lớn nhỏ và diệt mối, diệt côn trùng tại nhà. Và đặc biệt là em phân phối thuốc sỉ và lẻ toàn quốc, nên là những sản phẩm mà bên em sử dụng hiệu quả thì em giới thiệu với mọi người để những quý khách nào có nhu cầu thì mình cùng tham khảo. Nếu mà mua thì cứ liên hệ trực tiếp em nha. Em gắn số điện thoại của em trên màn hình, nếu mà mọi người muốn tham khảo hoặc cần em tư vấn thì mọi người cứ alo cho em hoặc là nhắn qua Zalo giúp em nha. Đối với những công trình xây dựng mới chẳng hạn như là trường học, bệnh viện, chung cư, nhà máy, kho xưởng, nhà ở riêng biệt hoặc là những tòa nhà lớn, nếu mà mọi người áp dụng dòng sản phẩm Wayari 10SC này để phòng chống mối trước thì khi mà cái công trình đó hoàn thiện đưa vào sử dụng sẽ yên tâm và không có bị mối nó xâm nhập phá hại, vì mối là nó nằm trong lòng đất mà cái thuốc diệt mối Wayari 10SC này nó có độ tồn lưu lâu và có cái thành phần nhũ huyền đậm đặc. Khi mà tưới cái sản phẩm này vào cái lòng đất thì nó sẽ tạo ra một cái rào cản hiệu quả lâu dài trong việc ngăn chặn, xua đuổi và tiêu diệt sự xâm nhập của mối, nên là đảm bảo công trình của mình sẽ an toàn, không có bị mối nó xâm nhập nha mọi người. Ngoài ra, sản phẩm Wayari 10SC này rất là phù hợp cho những nhà máy chế biến gỗ hoặc là những công trình bằng gỗ nha mọi người, vì nó có độ tồn lưu lâu nên là được rất là nhiều nhà thầu tin chọn. Bên em thì chuyên cung cấp những dòng sản phẩm diệt mối, phòng chống mối, diệt chuột, ruồi, mũi, kiến, gián, mọt. Tất cả các loại thuốc thì bên em đều bán lẻ và bán sỉ và được sử dụng trước để kiểm nghiệm thực tế sản phẩm, thì bên em thấy hiệu quả mới bán ra bên ngoài, nên là mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp em tham khảo nha. Đây là video bên em phòng chống mối cho một nhà ở riêng biệt. Trước khi mà đào móng thì bên em có phòng chống mối một lớp rồi và bây giờ đã hoàn thiện phần thô. Bây giờ thì xịt thêm một lớp chống mối nữa trước khi mà mình lát gạch, sẽ đảm bảo cho cái công trình nhà ở của mình không có bị mối nó xâm nhập phá hại. Nếu mà những quý khách nào mà đang quan tâm về phòng chống mối và phun chống mối như thế nào thì em xin mời mọi người cùng xem hết video này để biết được là cách phun như thế nào để mang lại hiệu quả cao nha. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Kính chúc mọi người có một cuộc sống tốt lành, xanh sạch, đẹp và không có tác hại của côn trùng. Xin chào và hẹn mọi người ở những video lần sau ạ.